Có một bạn phản hồi với mình khi mua Red Magic 8 Pro về trải nghiệm 1-2 hôm do một cái vấn đề gì đấy mà các bạn phải bàn tháo. Trải nghiệm với Red Magic 8 Pro nó dùng tệ đến như thế à? Trong video ngày hôm nay cùng mình đánh giá chi tiết Red Magic 8 Pro và có một vài điểm mình tin là sẽ có nhiều reviewer chưa nói cho các bạn đâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Dẫu sao đây là một sản phẩm gaming phone nên là mình sẽ tập trung nhiều vào cái mặt trải nghiệm gaming nha. Con chip Snap 8/2 thực sự nó đã tối ưu rất tốt trên Red Magic 8 Pro các bạn ạ. Chúng ta xem qua một chút về cái mặt điểm số đi. Với cái điểm số AnTuTu nó cũng khiêm tốn thôi, đâu đó khoảng gần 1.3 triệu các bạn ạ. Và cái độ ổn định khi mà các bạn chơi game, mình có test thử với cái bài Relay Extreme Series nha. Cái độ ổn định nó loanh quanh khoảng 98% trở lên thì các bạn thấy cái khả năng chiến game, khả năng thực chiến trên Red Magic 8 Pro nó bá đạo như thế nào. Nhưng mà chúng ta vẫn phải quay trở lại về một vài tựa game phổ biến là PUBG này, là COD, là Genshin, là Liên Quân tốc chiến. Đầu tiên mình có bật quạt cơ trong máy hay còn gọi là quạt tản nhiệt ấy, nói như thế cho dễ hiểu nhá. Thì chơi trong khoảng đâu đó là 21 phút FPS thì chắc chắn rất là thẳng rồi. Và khi các bạn có chuyển sang một cái khu vực map khác, FPS không có tình trạng giật lag gì cả, rất mượt mà. Nhiệt độ nó có tăng lên khoảng 2 đến 3 độ C so với cái thời điểm mình có test, cụ thể là 45,6 độ C. Mà chưa có một dòng sản phẩm máy phổ thông hay là dòng sản phẩm gaming phone nào mình đã từng trải nghiệm mà cho ra một cái nhiệt độ nó mát như thế này. Thực sự 45,6 độ C thì các bạn thấy nó ngon khủng khiếp luôn. Và ngay kể cả khi các bạn có tắt quạt cơ đi, nhiệt độ nó tăng lên không phải là quá nóng đâu. Cũng chơi trong tầm khoảng 21 phút Genshin Max Setting, nhiệt độ nó đâu đó khoảng 48-49 độ, gần 49 độ thôi. Thì nói chung nhiệt độ này là trong cái khoảng chấp nhận được khi mà các bạn chơi tựa game mắc cấu hình như thế. Có thêm một cái ưu điểm rất lớn khi mà các bạn chơi trên Red Magic 8 Pro và nó có nhỉnh hơn so với ROG Phone 7 nha. Đó là về trải nghiệm cầm nắm, cái nhiệt độ nó lan ra ở cái khung ấy. Mặc dù hai sản phẩm đó đều là khung kim loại, nhưng mà với ROG 6 hay ROG 7, nhiệt độ nó lan ra khung viền rất là nóng, sẽ mang lại cái trải nghiệm gaming cầm nắm sẽ không quá thích đâu. Và hiển nhiên rồi, một sản phẩm gaming phone mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại, các bạn chơi Genshin Max Setting còn được, huống chi là những tựa game nhẹ nhàng hơn đúng không? Mình chơi COD thời điểm vừa rồi nghỉ lễ ấy, mình chơi cả buổi chiều nhá, mà nhiệt độ nó không đến mức lên đến tầm khoảng 46-47 độ đâu, rất là mát. Mình chơi có bật quạt nha, và FPS rất là đều. Dĩ nhiên là khi mà các bạn chơi Genshin Max Setting ấy, chơi trong một khoảng thời gian lâu hay là COD, thỉnh thoảng vẫn có tình trạng giật lag nhẹ nhẹ thôi. Nhưng công nhận là về cái độ ổn định ở trên Red Magic 8 Pro nó cực kỳ tốt các bạn ạ. Và tựa game nhẹ nhàng hơn là Liên Quân, các bạn yên tâm, chơi con này nó cực kỳ mát luôn. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy về cái mặt trải nghiệm gaming trên Red Magic 8 Pro nó vẫn rất là bá đạo. Có thêm một cái điểm so sánh với một sản phẩm gaming phone hãng khác đi, cụ thể là ROG Phone 7, mình có trải nghiệm vút chạm nha. Có cảm giác Red Magic 8 Pro nó không mượt bằng so với ROG Phone 7 các bạn ạ. Kể cả với ROG Phone 6, Red Magic 8 Pro nó cũng không mượt bằng đâu. Các bạn có vút chạm này, animation chuyển áp thì nó đôi khi nhá, vẫn có tình trạng hơi bị lắc nhẹ một xíu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì với ROG Phone làm sản phẩm, cái giao diện ấy nó cũng gần như giống kiểu thuần Google thôi, nên mượt mà là điều hiển nhiên. Nhưng đổi lại thì các bạn thấy với mức giá trên ROG Phone nó rất là cao, trong khi với Red Magic 8 Pro mức giá hiện tại nha cũng đâu đó trên dưới 14 triệu thôi, cũng rất là dễ mua. Trong khi với sản phẩm hiện tại là ROG Phone 7 mức giá trên 20 triệu. Không những thế, Red Magic 8 Pro còn có những cái chức năng hỗ trợ cho cái việc các bạn gaming các bạn ạ. Các bạn có dùng một vài thủ thuật ở trong cái phần mềm Red Magic ấy, có thể nhìn địch dễ dàng hơn trong tựa game COD này, trong PUBG rất là ngon. Rồi là các bạn có thể tích hợp chỉ cần một nút bấm thôi, có thể đưa ra nhiều combo khác nhau, rất là tiện lợi. Rồi, các bạn cảm thấy sao về cái mặt trải nghiệm gaming? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Chúng ta đến với một vài cái điều mà rất ít các anh em reviewer có nói cho các bạn. Đó là có thể gọi là tính năng phụ thôi, nhưng mà mình thấy rất là hữu ích nha. Đầu tiên là tính năng phát hiện nhịp tim bằng vân tay. Điều này có thể các bạn biết rồi, hoặc có thể các bạn chưa biết. Nhưng với tính năng này mình thấy khá là thú vị. Với cá nhân mình thì mình gần như là không dùng cái tính năng này. Cái thứ hai là về trình chiếu lên TV. Với Red Magic 8 Pro cũng có, và rất nhiều sản phẩm điện thoại khác đều có thôi. 8 Pro nhá, mình có test thử về cái khả năng trình chiếu, nhưng mà thường ấy nó sẽ không trình chiếu full lên TV đâu. Và cái tiếp theo là chia sẻ file rất là dễ dàng và nhanh chóng.
lên một vài sản phẩm họa khác, ví dụ như Xiaomi, ví dụ như Vivo hay là Oppo chẳng hạn, thì với Nubia Red Magic có thể chuyển file rất ngon lành nha. Và cái tiếp theo là về đặt theme ở trên Red Magic 8 Pro. Cái phần này thì mình thấy nó không được đa dạng giống như là ở trên Xiaomi nha. Với Red Magic 8 Pro nói riêng hay là một dòng sản phẩm Red Magic nói chung ấy, các bạn chỉ đặt được khoảng đâu đó là trên dưới 10 theme thôi, và chỉ có 3 theme là các bạn có thể thay đổi cái icon, nó hơi khác một tí, còn lại nó chỉ đổi về cái giao diện. Các bạn muốn cài một cái theme khác chắc chắn sẽ phải mất thêm tiền. Đấy, nói chung là với Red Magic 8 Pro nó tù như thế. Và cái tiếp theo về bảo mật đi, với Red Magic 8 Pro các bạn sẽ có một vài cái phương thức bảo mật chung, ví dụ như là nhập số này, nhập chữ này, rồi là bảo mật 2D giống như nhiều sản phẩm máy phổ thông khác. Red Magic 8 Pro sẽ có thêm một cái phương thức bảo mật nữa là bảo mật vân tay dưới màn hình nha. Về tốc độ mở thì mình thấy nó sẽ không phải là quá nhẹ, cơ mà mình công nhận cái màn hình full view trên Red Magic 8 Pro nó rất là đẹp. Đây là một thứ có thể gọi là đột phá tính cả về thiết kế nha. Rồi là màn hình full view thì 8 Pro thực sự nó ăn đứt một vài sản phẩm của ROG Phone này. Đấy, một hãng mà cạnh tranh trực tiếp với Red Magic, rồi là một vài sản phẩm sách tay khác. Nói chung Red Magic 8 Pro có một thiết kế cực kỳ bắt trend các bạn ạ. Về chất lượng hiển thị trên Red Magic 8 Pro mình thấy cũng rất là tốt rồi. Hỗ trợ tần số quét là 120Hz này, độ sáng có thể pick lên đến tầm khoảng 1300 nits. Rồi là màn hình rất lớn, 6.8 inch. Nhiều bạn hỏi là anh ơi màn hình 6.8 inch nó như nào, thì đây các bạn nhìn nhá, nó to cũng phải ngang cái bàn tay mình rồi. Và với 6.1 inch ở trên iPhone 13 ấy, nó cũng đây, nhỏ xíu này. Nên là để gọi là trải nghiệm thị giác ở trên một sản phẩm màn hình lớn này thì rất là phê các bạn ạ. Mình chỉ tiếc với Red Magic 8 Pro nó chỉ có độ phân giải là Full HD thôi. Con này mà độ phân giải cao hơn thì hết được chấm. Nhưng mà mình cũng cần lưu ý cho các bạn nha, với những hình ảnh mà nền màu trắng ý, thì các bạn sẽ có cảm giác là nó hơi bị ngả vàng một xíu. Cái thứ hai nữa là với cái cam selfie, cam ẩn ấy, thì nó vẫn có thể nhìn thấy nha. Và ở khu vực đấy mình thấy cái pixel ấy nó có vẻ hơi tối, nên nếu như bạn nào khó tính ấy, thì sẽ thấy hơi khó chịu một chút. Đi kèm với chất lượng hiển thị, chúng ta sẽ kể đến song hành của nó là về chất lượng âm thanh. Loa trên Red Magic 8 Pro nhiều bạn bảo là không to bằng ROG Phone, đúng. Với Red Magic 8 Pro nhá, mà so sánh với ROG Phone 7 đi, nó sẽ không hay bằng và nó không to bằng. Đấy là sự thật. Nhưng mà xét trong tầm tiền như thế này thì Red Magic 8 Pro vẫn là một sản phẩm mang lại chất lượng âm thanh rất tốt. Âm lượng to này, âm bass các thứ nó không phải là quá chắc nhưng mà đủ nghe. Và cái phiên bản Red Magic 8 Pro nó sẽ khác phiên bản 8 Pro Plus, đó là về dung lượng pin. Cái phiên bản 8 Pro này các bạn sẽ có dung lượng pin là 6000 đi kèm với cái công suất sạc là 80W nha. 6000 này các bạn có thể on screen trung bình, cả lắp SIM, sử dụng nghe gọi các thứ, nói chung là sử dụng hỗn hợp ấy, thì nó có thể on screen trung bình đâu đó nha là 7 tiếng rưỡi. Với cái thời gian on screen như thế này các bạn thoải mái sử dụng trong một ngày dài rồi. Chúng ta đến với cái điểm tiếp theo có thể gọi là gây tranh cãi rất là nhiều, đó là về thiết kế. Nhiều bạn chê bảo là thiết kế trên con Red Magic 8 Pro này nó thô quá, nó vuông quá nên là cầm nắm sẽ hơi bị cấn tay. Công nhận là con này cầm cấn tay thật, bởi vì trọng lượng khá là nặng đấy, nó rơi vào khoảng 228g. Tại vì là mình có chơi game thì mình hay đeo ốp vào. Ôi, giờ mấy cái ốp rồi. Đeo ốp vào thì nó sẽ hạn chế phần nào đấy về cái độ cấn tay này. Nhưng dù sao, với Red Magic 8 Pro nó sẽ mang lại cái trải nghiệm cầm nắm không quá thoải mái dành cho bạn nào mới cầm một vài lần đầu. Còn những cái lần tiếp theo các bạn dùng thì cũng quen thôi. Nói chung cái này thì khi nào các bạn có sử dụng thực tế thì các bạn sẽ cảm nhận được với Red Magic 8 Pro nó sẽ như thế nào. Và như mình đã bảo ở phần trước đấy, Red Magic 8 Pro có một cái màn hình vô khuyết rất là đẹp rồi. Viền thì nhìn nó cũng rất sexy nhỉ. Đặc biệt đây là một dòng sản phẩm gaming phone thì chắc chắn phải có nút trigger rồi. Đây là nút trigger cảm ứng nhỉ. Và chơi nó rất là nhạy các bạn ạ. Các bạn ấn phát nó nhận ngay, bởi vì tần số chặn cảm ứng trên cái nút trigger này này nó rơi vào khoảng 520Hz, khá là cao rồi. Và cái nữa, camera, rõ ràng đây là một cái điểm chúng ta đành phải đánh đổi ở trên một dòng sản phẩm gaming phone thôi. Chất lượng quay phim chụp ảnh ở trên Red Magic 8 Pro mình thấy không quá cao đâu, nên chỉ để sử dụng chụp chuẩn ở một cách gọi là thực sự rất cơ bản thôi thì 8 Pro nó có thể đáp ứng được. Và theo như mình thấy nhá, với Red Magic 8 Pro chạy Snap 8 Gen 2 để đáp ứng cho cái mặt trải nghiệm gaming ấy
thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng một cách ngon lành trong tầm khoảng 6 đến 7 năm tới. Thì các bạn cảm thấy sao về Red Magic 8 Pro, về mức giá này, về những gì mà nó đem lại thì nhớ để lại comment bên dưới nha. Tất nhiên về mức giá Red Magic 8 Pro và Pro Plus rẻ nhất, mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận ghim. Sắp tới thì mình cũng sẽ có cái video đánh giá chi tiết Asus ROG Phone 7 để các bạn nào có quan tâm. Rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.